chào các em học sinh khối lớp 7. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những nội dung chính của bài 41, 42, Thiên nhiên, Trung và Nam Mỹ. Các em hãy quan sát lược đồ tự nhiên châu Mỹ. Cô sẽ hướng dẫn các em xác định vị trí của Trung và Nam Mỹ. Toàn bộ phần nét in đậm, đó là giới hạn của khu vực Trung và Nam Mỹ. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về phần 1, khái quát tự nhiên, thiên nhiên Trung và Nam Mỹ. Các em quan sát lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ, hãy cho biết khu vực Trung và Nam Mỹ gồm các phần đất nào của châu Mỹ? Trung và Nam Mỹ gồm có 3 phần đất. Đầu tiên đó là eo đất Trung Mỹ. Phần thứ hai, các quần đảo trong biển Caribe. Phần thứ ba là lục địa Nam Mỹ. Và tương tự, các em quan sát lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ, hãy cho biết Trung và Nam Mỹ giáp với các biển và đại dương nào? Phía bắc Trung và Nam Mỹ giáp với biển Caribe. Phía tây giáp với Thái Bình Dương. Phía đông giáp với Đại Tây Dương. Vậy Trung và Nam Mỹ có diện tích là bao nhiêu? Diện tích là 20,5 triệu km vuông. Ở nơi hẹp nhất của Trung Mỹ, người ta đã xây dựng nên con kênh đào Panama. Con kênh đào này dài 79,6 km, rộng 100 m, thuộc nước Cộng hòa Panama. Con kênh đào Panama được xây dựng vào năm 1880 dưới sự lãnh đạo của Pháp, và năm 1914 kênh đào mở cửa. Trước đây, khi chưa có con kênh đào Panama, tàu bè muốn di chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương sẽ phải vòng xuống cực Nam. Và khi con kênh đào Panama hoàn thành, nó đã tạo nên những điều kiện thuận lợi cho tàu bè di chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Phần A, chúng ta cùng tìm hiểu eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Quan sát lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ kết hợp với lược đồ các đới khí hậu trên trái đất, em hãy cho biết eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti nằm trong môi trường nào, có gió gì hoạt động thường xuyên và hướng gió. Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió tính phong đông nam thường xuyên thổi. Về đặc điểm địa hình, eo đất Trung Mỹ gồm các dãy núi chạy dọc eo đất, là nơi tận cùng của dãy Cordillera, có nhiều núi lửa hoạt động. Quần đảo Anti gồm rất nhiều đảo xếp theo hình cánh cung quanh biển Caribe. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang tìm hiểu khu vực Nam Mỹ. Quan sát lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ, em hãy cho biết khu vực Nam Mỹ có thể chia thành mấy khu vực địa hình. Dựa vào hình, ta thấy được Nam Mỹ có 3 khu vực địa hình. Đầu tiên là hệ thống núi trẻ Andes ở phía Tây, được tô bởi màu nâu. Đây là hệ thống núi cao đồ sộ nhất châu Mỹ, độ cao trung bình từ 3.000 đến 5.000 mét, xen kẽ giữa các núi là cao nguyên và sơn nguyên. Khu vực địa hình thứ hai là các đồng bằng ở giữa, gồm 4 đồng bằng lớn là đồng bằng Orinoco, Amazon, rộng lớn nhất thế giới, đồng bằng Pampa, đồng bằng La Plata do phù sa các sông bồi đắp. Và khu vực địa hình thứ ba là các sơn nguyên ở phía đông, với các sơn nguyên lớn như sơn nguyên Guiana và sơn nguyên Brazil. Và đây là hai hình ảnh về đồng bằng Amazon, đồng bằng rộng lớn nhất thế giới. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ. A. Khí hậu. Dựa vào lược đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ, em hãy cho biết khu vực Trung và Nam Mỹ có các kiểu khí hậu nào? Qua lược đồ, các em có thể thấy được Trung và Nam Mỹ gồm các kiểu khí hậu sau. 1.
khí hậu xích đạo, 2. Khí hậu cận xích đạo, 3. Khí hậu nhiệt đới, 4. Khí hậu núi cao, 5. Khí hậu cận nhiệt đới, 6. Khí hậu ôn đới. Vậy ta thấy được Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất, trừ khi kiểu hàn đới. Các em cùng quan sát đường kinh tuyến 70 độ Tây và cho biết dọc theo kinh tuyến 70 độ Tây từ Bắc xuống Nam có các kiểu khí hậu nào? Dọc theo kinh tuyến 70 độ Tây từ Bắc xuống Nam có các kiểu khí hậu xích đạo, khí hậu cận xích đạo, khí hậu nhiệt đới, khí hậu núi cao, khí hậu cận nhiệt đới và kiểu khí hậu ôn đới. Tương tự, dọc theo chí tuyến Nam từ Tây sang Đông có các kiểu khí hậu nào? Dọc theo chí tuyến Nam từ Tây sang Đông có hai kiểu khí hậu, đó là khí hậu núi cao và khí hậu nhiệt đới. Từ đây, ta có thể thấy được rằng khí hậu ở Trung và Nam Mỹ có sự phân hóa theo chiều từ Bắc xuống Nam, Tây sang Đông và từ thấp lên cao. Rồi. Vậy em hãy cho biết sự khác nhau giữa khí hậu Trung Mỹ và quần đảo Anti với khí hậu lục địa Nam Mỹ. Khí hậu eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti không phân hóa phức tạp do địa hình đơn giản, giới hạn lãnh thổ hẹp. Còn khí hậu lục địa Nam Mỹ có sự phân hóa phức tạp do vị trí lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ, địa hình đa dạng. Kết hợp lượt đồ tự nhiên và lượt đồ khí hậu của Trung và Nam Mỹ, em hãy cho biết những yếu tố nào đã làm cho Trung và Nam Mỹ có sự phân hóa khí hậu đa dạng. Khí hậu Trung và Nam Mỹ có sự phân hóa đa dạng do 3 yếu tố. 1. Khu vực Trung và Nam Mỹ trải dài trên nhiều vĩ độ. 2. Địa hình Trung và Nam Mỹ có sự phân hóa đa dạng. 3. Ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem phần B, các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên. Dựa vào lượt đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ, em hãy cho biết khu vực Trung và Nam Mỹ có những kiểu môi trường tự nhiên nào. Qua lượt đồ, ta thấy được Trung và Nam Mỹ có các kiểu môi trường tự nhiên, đó là rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa savan, thảo nguyên, hoang mạc, bán hoang mạc. Dựa vào lượt đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ, em hãy giải thích vì sao dải đất duyên hải phía Tây Andes lại có hoang mạc. Nguyên nhân hình thành hoang mạc ở duyên hải phía Tây Andes là do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Peru chạy ven bờ. Và sau đây là một số hình ảnh về các kiểu môi trường tự nhiên đặc trưng ở Trung và Nam Mỹ. Đầu tiên các em thấy đó là rừng Amazon. Hai hình ở phía dưới đó là hoang mạc Patagoni. Tiếp theo là savan và thảo nguyên Pampa. Sau đây là toàn bộ nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay và đây là nội dung ghi bài của các em. Ở phần hướng dẫn về nhà, các em chuẩn bị bài 43 và hoàn thiện bài tập trên và tập của mình. Bài học ngày hôm nay đã hết. Cô thân chào các em.